25 tháng 10 lên nhận siêu phẩm đuôi dài tôm lụa mép vàng đuôi hơn 20 tôm lụa dáng sẻ. Con này mép vàng còn ở ngoài luôn nha anh em. Dáng sẻ rất là đẹp, đuôi tôm lụa hơn 20, cánh rất là dài. Tất cả chim mình tuyển đều chân móng trắng, dáng bộ thì tuyệt đẹp. Đuôi hơn 20, tôm lụa, mép vàng. Đuôi hơn 19, siêu tôm dáng sẻ. Con này đuôi rất là cong, rất là đẹp nha anh em. Đuôi hơn 19 phân, siêu tôm, dáng sẻ, rất là đẹp. Đuôi 19 phân hơn tôm lụa. Con này thì mình mới vận chuyển về nên còn dơ nha anh em. Anh em về ra lồng cho tắm thì đuôi nó sẽ còn cong xuống, nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Tại vì mới vận chuyển về thì nó dính cứt thì đuôi nó cũng thẳng bớt rồi. Mình buôn bán thì rất là rõ ràng, chim sao thì mình nói với anh em như vậy. Cảm ơn khách hàng đã nhiệt tình và ủng hộ mình. Còn anh em nào chốt con nào thì phải thật nhanh gọn, chuyển khoản trước cho mình thì mình mới chốt chim và mình gửi chim cho anh em đó trước. Mấy con này về thì mình đã vệ sinh, mình đã rửa đuôi lại. Thì có thể anh em ra lồng thì nó sẽ cong như vậy, hoặc là có thể nó sẽ cong hơn tí. Tại vì do vận chuyển về lông nó dơ thì mình cũng phải rửa, phải vệ sinh lại. Đuôi hơn 20, tôm lụa, mép vàng. Con này mép vàng nó còn ngoài luôn nha anh em. Thường thì mấy con mép vàng đuôi dài thì thường thường nó là mép trong thôi. Tại vì bộ đuôi ngoài rừng nó thay rất là lâu nó mới được bộ đuôi dài. Đuôi 19 siêu tôm. Đuôi hơn 19 tôm lụa. Con này cho tắm thì đuôi nó sẽ cong hơn, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì do vận chuyển thì nó cũng đã thẳng bớt rồi. Thì mình cũng bận quá, chưa có vệ sinh cho nó kịp, cũng chưa rửa đuôi cho nó kịp. 15 tháng 10 mới về nhận con siêu phẩm cực chất. Mép vàng đuôi rất là tôm, rất là lụa. Bộ rất là cao cầu, sàn cầu rất là dữ. Dáng tuyệt đẹp, dành cho anh em gọt thi đấu bao đỉnh. Đuôi 19.5 siêu tôm. Con này mình đã chốt cho anh trai ở Sài Gòn. Anh đã ủng hộ mình rất là nhiều con và cũng rất là nhiệt tình. Dáng bộ rất là cao cầu, đuôi rất là tôm. Chim thì còn hơi ốm nên mình chưa giao được.
Đuôi 18, tôm lụa. Chim này vừa mới tắm xong rồi lông đang còn ướt nha anh em. Đuôi rất là tôm. Đuôi hơn 18 phân tôm. Mép vàng rất là đỉnh, mới về hôm nay. Rất là tôm, rất là sẻ, rất là đẹp. Đuôi bên tới nóc. Cổ thắt. Chim này mình đã tuyển ra thì tất cả đều đuôi tôm hết. Có những con đuôi tôm và những con siêu tôm. Bộ dáng thì rất là đẹp. Anh em nào chốt con nào thì nhắn tin qua tin nhắn hoặc Zalo với mình. Một tin nhắn hỏi giá, một tin nhắn chuyển khoản và một tin nhắn địa chỉ nhận chim. Anh em nào chốt con nào thì chủ động ủng hộ mình. Chim mình tuyển là rất là đẹp. Anh em nào tuyển con nào thì chủ động nhắn tin cho mình nha, chốt con đó nha. Anh em nào chốt con nào chuyển khoản cho mình đủ luôn thì mình sẽ sắp xếp thời gian và giao cho anh em đó luôn. Chứ mình không có nhận chốt miệng. Mình chỉ nhận chốt khi tiền đã vào tài khoản thôi. Anh em nào mua hàng của mình thì cũng đã hiểu chim mình bán thì chất lượng như thế nào và chim mình như thế nào, mình cũng đã nói rõ ràng với anh em như vậy. Cảm ơn tất cả anh em khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ mình. Thì mình cũng kính chúc anh em sức khỏe và thành công trên nhiều lĩnh vực. Và anh em tuyển thêm chim thì cũng ủng hộ mình. Hàng mình là rất là chất. Mình đã tuyển ra rất là kỹ. Chuẩn nết và dáng bộ. Dáng bộ rất là đẹp nha anh em. Mép này rất là đỉnh, cổ thắt. Con này vài hôm thì khỏe lại sẽ ra bổ rất là đẹp. Chim mới về sáng nay. Anh em nào chốt con nào thì chủ động nhanh gọn giúp mình nhé. Hơn 19 siêu tôm.
Đuôi 19-6, tôm lụa.